bàn chải sắt siêu mịn 250 SD 250 tức là chiều dài 250. Bàn chải này khác đặc biệt bởi vì đây bàn cán này bằng gỗ và bàn này rất là rộng. Mình có cái cặp mình đo cái nhà khá là rộng. Còn cái chiều dài của nó là 250 tức là 10 inch thôi. Thông thường công cụ người ta sản xuất là cái chiều dài là cái kích thước 10 inch. Bề rộng của cái này là 45, chiều dài của cái phần hữu dụng ấy, răng ria là 110. Thì cái phần cái lưới gọi là cái gì ta, cái lông bàn chải à, rất là đặc biệt vì mình thấy nó làm theo hình xéo như hình chữ V như thế này và nó cúc hướng về phía tay cầm. Thì khi bàn chải mình giật tới giật lui như này thì thông thường nó xu thế mình kéo vào lòng bàn tay ấy, thì cái này nó rất thì cái này nó đi theo chiều ngược lại. Thì vì sao họ làm mỏng như họ làm ngắn như này và là họ phải làm cong như hình chữ V như thế này thì mình cũng không rõ. Nhưng mà đâu rồi cái nó có cái độ dày của cái phần gỗ, nó thậm chí nó còn dài hơn cả cái phần chân 10 ly thôi. Phần chân này chắc khoảng 10 ly. Đó, thì nó có một cái lớp đế là dán lên trên đây khác thay vì là cái loại bàn chải sắt thông thường. Mình thấy là cái lông này người ta sẽ cài vào đây để đếm ở đây là không biết được bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột luôn. Mình gọi là mẹ ti tỉ hàng linh tinh cột đi. Keo ở đây về cái bàn đà, về cái bàn dù bạn gỡ cái keo ra còn mới thôi, dính cái keo ở đây. Đó, thì cái này nó không dính này, nó rất là đặc biệt là cái lông này bằng inox, vài ngàn vài trăm cái chân của Đức. Chắc có lẽ mình phải đọc thêm về cái này. Đó, cái lỗ này bằng treo dụng cụ này rất đặc biệt. Cái miếng này là họ dán lên chứ không phải họ làm xuyên vào đây, cắm chân vào đây, cấy lông vào đây giống như là bàn chải sắt thông thường. Thank you.